Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video nữa chia sẻ các bạn cách sửa lỗi cái dòng main ASUS H81MK nhé các bạn. Thì cái dòng main này nó có một cái bản bệnh là nó sẽ không có lưu BIOS nha các bạn. Mặc dù các bạn đã thay pin CMOS, đã thay pin mới, nhưng mà khi các bạn để qua đêm á là nó sẽ không có lưu BIOS lại nha. Đó, thì cái bản này là rất là phổ biến, rất là hay thường gặp đối với những cái dòng main ASUS nha các bạn. Đó thì cái cơ bản các bạn cũng đã biết rồi, thì BIOS á, thì nó sẽ có pin CMOS. Đó, thường thì các bạn thay pin CMOS khi mà xài theo thời gian á, thì cái cục pin này nó sẽ hết theo thời gian. Đó, thì các bạn chỉ việc thay cái cục pin CMOS mới vào là nó trở lại bình thường. Nhưng mà cái trường hợp này đã thay pin CMOS rồi, nhưng mà khi các bạn xài, các bạn để qua đêm là nó sẽ không lưu BIOS lại. Đó, thì cái lỗi này là do cái main, thì theo kinh nghiệm mình làm là do cái trở trên main của cái pin CMOS nó bị rỉ hoặc là nó bị mạch. Có khi mạch trên main khi bạn xài lâu theo thời gian thì nó có thể bị rỉ hoặc là nó bị hư cái con trở này. Đó, thì ở đây mình cũng đã thay pin CMOS, đã thay pin mới rồi nha các bạn. Đó, mình đo vẫn có điện 3V3, nhưng mà khi các bạn xài mà để qua đêm với sáng mai các bạn bật dậy là nó lại không lưu. Đó, bây giờ mình sẽ bật cái main này lên. Thì cái tình trạng cái lỗi á, khi các bạn bật nguồn máy tính lên á, thì nó hay xảy ra cái tình trạng lỗi. Nếu mà BIOS của bạn nó bình thường thì nó sẽ không có báo cái dòng F1 nha. Đó, nó kêu bạn phải nhấn F1 để vào setup lại. Thì mỗi lần các bạn bật máy mà nó hiển thị cái dòng thông báo đó thì rất là khó chịu. Với lại các bạn để ý á, ở cái ngày tháng năm nó bị sai, nó đang ở năm 2009. Đó, nó không có lưu cái thiết lập trên cái BIOS nha. Các bạn đang xem video tại kênh Vi Tính Huỳnh Lâm. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhé. Đó thì cái bệnh này các bạn để ý cái con trở trên cái main này, nó có một vết ẩm, nó vết bẩn. Đó, khi mà cái dòng main các bạn xài theo thời gian á, thì linh kiện nó cũng sẽ hao mòn, cũng như là nó sẽ bị hỏng nha. Đó, thì nếu với trường hợp này mà khi bạn thay pin CMOS mà nó vẫn báo lỗi, vẫn không có lưu những cái thiết lập trên BIOS, thì các bạn để xem cái linh kiện, cái con trở gần cái pin CMOS á, nó có bị mục hoặc là có bị rỉ mạch hay không. Đó, thì cái trường hợp này các bạn nhìn cái tính chất vật lý á, là cái con trở nó bị rỉ. Đó, các bạn để ý kỹ nè, tại vì cái con trở nó rất là nhỏ, nhiều khi á các bạn chỉ nhìn thực tế các bạn mới thấy được, còn nhiều khi mình quay bằng điện thoại á, có thể cái cam nhiều khi nó không có đủ độ phân giải để nó zoom hết toàn bộ những cái chi tiết cho bạn xem. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay cái con trở nữa nha. Thì trước khi thay á, thì các bạn gỡ cái socket pin CMOS ra để bạn thay cho nó dễ, để bạn khò lấy cái con trở ra cho nó dễ nha. Còn các bạn không tháo ra thì các bạn làm không quen thì nó có thể nó bị chảy nhựa của cái socket pin CMOS nha. Đó, vì vậy mà nếu mà các bạn muốn an toàn, đó thì các bạn nên tháo cái socket pin CMOS ra. Ở đây mình muốn an toàn thì cho nên mình sẽ tháo cái socket pin CMOS ra để mình thay cái con trở nha. Đó, thì cái video này sẽ giúp cho các bạn mới vào nghề, cũng như là các bạn những anh em kỹ thuật nào mà chưa có rành về sửa main, cũng như là gặp phải những cái tình trạng lỗi này, thì có thể xem video
của mình để tham khảo nha. Còn những anh em nào mà chuyên về sữa giỏi rồi thì các anh em có thể bỏ qua cái video này nha. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ khò các bạn để lấy cái con trở này ra nha. Cái con trở này rất là nhỏ cho nên là đòi hỏi các bạn phải kỹ thuật rất là kỹ cũng như phải khéo léo để lấy được cái con trở này ra. Thì cái ban này là cái ban phần cứng cho nên là những anh em nào mà chuyên về sửa chữa thì các anh em có thể xử lý rất là đơn giản rồi. Còn những bạn nào mà mới vào nghề cũng như là có ý định về sửa chữa men cũng như là sửa chữa phần cứng của máy tính PC đó thì các anh em có thể tham khảo nha. Thì cái con trở này thì là trở dán 1 kg không đó. Thì con trở này các bạn có thể tháo từ cái men sát qua hoặc là các bạn có thể mua trên những cái chỗ bán linh kiện, bán rất là nhiều nha. Con trở nó rất là thông dụng nha. Tại vì cái con trở nó rất là nhỏ cho nên là cái video không thể nào mà zoom hết. Tại vì mình zoom gần thì nó sẽ bị bể hình nha các bạn. Cho nên là nhiều khi video nó có một phần nào đó cái chất lượng cái hình ảnh nó cũng không được rõ cũng như là được đẹp lắm thì mong các bạn thông cảm với mình nha. Tại vì mình quay mình sửa vào ban đêm cho nên là nhiều khi cái nguồn ánh sáng nó cũng không được đủ đó. Thì mong các bạn xem video mà có điều gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua cho mình nha. Cái con trở nó rất là nhỏ cho nên là khi bạn tháo các bạn cũng phải cẩn thận, các bạn khò tránh những cái linh kiện xung quanh nó bị khi bạn khò nó lan sang những cái linh kiện khác, nó làm bong mạch cũng như là nó làm bay những cái linh kiện khác thì bạn đòi hỏi bạn kỹ thuật phải khéo léo một tí nha. Còn những bạn nào mà chưa rành, chưa có va chạm lần nào thì các bạn nên mang ra cái những cái cửa hàng cũng như là những cái bộ phận mà chuyên về sửa men đó, những cái cửa hàng hoặc là những cái anh em nào mà chuyên về sửa men thì các bạn có thể đem ra cho họ thay cho mình. Cái linh kiện trở này nó rất là nhỏ cho nên là các bạn hàng vô là nó dễ bị bong cũng như là nó có thể bạn làm không khéo là có thể nó các bạn khò hoặc là bạn hàng cái nó dính nó dễ bị mất cái con trở này lắm nha. Cho nên khi các bạn mua linh kiện hoặc là bạn tháo xác linh kiện thì nên các bạn tháo dư hoặc là các bạn mua dư vài con để lỡ các bạn có làm hỏng thì hoặc là rơi mất thì bạn có cái khác để bạn thay vào. Còn nhiều khi các bạn có một con cái lỡ các bạn làm rơi hoặc là làm hỏng thì không có để bạn thay nha. Đó, cái con trở cái socket rất là nhỏ. Ở đây mình zoom gần cho nên các bạn nhìn thấy nó kích thước nó bự một tí chứ các bạn làm thực tế nó nhỏ xí à. Đó, con trở rất là nhỏ. Ở đây mình đã thay xong rồi. Con trở dán nha bạn, trở 1 kg ôm. Rồi, sau khi bạn thay con trở này xong á thì bạn sẽ gắn lại cái socket pin CMOS nha. Các bạn sẽ hàn lại nha. Thì cái socket pin CMOS này thì rất đơn giản rồi. Các bạn tháo ra thì bạn hàn chấm chì lại là xong.
Rồi các bạn nhớ suy trì thật kỹ vào nha. Rồi các bạn đè cái chân cho nó sát vào cái men luôn nha. Sau đó các bạn sẽ dùng xăng thơm các bạn vệ sinh cái socket cũng như là cái vết các bạn suy trì nha. Rồi sau khi bạn gắn socket pin CMOS vào rồi thì các bạn gắn cái cục pin CMOS vào, sau đó các bạn sẽ đo đạc lại kiểm tra một lần nữa nha các bạn. Bạn đo xem nó có bị chạm hoặc là nó bị khi bạn hàng vào nó có bị dính vào chân cũ hay không. Đó, các bạn sẽ đo đạt lại nha. Cũng như các bạn sẽ đo cái pin CMOS. Các bạn nhớ đo cái cục pin CMOS lại nha. Nhiều khi pin nó hết các bạn lấy nhầm á, khi bạn gắn lại nó sẽ không có lâu lại nha. Đó, các bạn phải để ý cục pin ở đây nó là trên 3V là ok nhé bạn. Pin CMOS mà nó trên 3V là pin tốt nha. Rồi sau khi các bạn đã thay trở cũng như là bạn gắn pin CMOS vào rồi, bây giờ bạn sẽ bật lên các bạn test nha. Khi lần đầu các bạn bật lại thì nó sẽ vẫn báo lỗi F1 nha. Sau đó các bạn sẽ vào BIOS các bạn thiết lập lại nha. Rồi các bạn sẽ set up thời gian cho nó đúng ngày tháng năm lại, cũng như các bạn sẽ tắt cái thông báo lỗi F1 nha. Để tắt cái thông báo lỗi F1 thì các bạn sẽ vào cái phần boot nha. Đó, Wi-Fi F1. Đó, các bạn sẽ chọn cái dòng Disable nha. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn F10 để bạn save cái thiết lập này lại nha. Chọn Yes. Rồi sau khi nó khởi động lại thì các bạn sẽ tắt nguồn. Đó, các bạn sẽ để khoảng 1 đến 2 phút cho nguồn điện nó tắt hẳn, rồi các bạn sẽ bật lại xem là nó có còn báo lỗi nữa hay không nha. Hoặc là các bạn có thể để lâu hơn 1-2 tiếng, hoặc là các bạn sẽ để qua đêm để các bạn test lại nha. Nếu mà nó không còn báo lỗi nữa thì các bạn đã xử lý đúng không anh? Tức khi các bạn tắt nguồn thì các bạn nhớ rút cái nguồn điện ra khỏi, rút cái dây nguồn ra khỏi cái nguồn luôn nha, rút dây điện ra khỏi cái nguồn luôn. Đó, ở đây mình để 1 tiếng hoặc là trên 1 tiếng để mình test kỹ hơn nha. Đó, thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn bằng cách fix lỗi cái dòng men Asus H81MK. Thì cái ban lỗi là cái men Asus này nó không có low BIOS. Đó thì video của mình chia sẻ cái nguyên nhân đó là do cái con trở nó bị rỉ mạch nha các bạn. Rồi thì hôm qua mình sửa xong rồi mình để qua đêm nha các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ bật lại xem nó còn báo lỗi cái BIOS nữa hay không nha. Rồi như vậy là nó không còn báo lỗi nữa nha các bạn. Đó thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Nếu bạn thấy cái video này hay vô ích thì bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ tiếp tục thường xuyên ra những video hay và hữu ích tiếp theo. Thì mong các bạn sẽ đón nhận bằng cách like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực để ra nhiều cái video hay và hữu ích tiếp theo nha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại bạn những video mới nhất nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới.